Xin chào quý thính giả, tôi là Kiều Trinh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời tuần này của chúng ta là chị Lee Ha-young, người Hàn Quốc đầu tiên tốt nghiệp khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chị sang Việt Nam từ tháng 12 năm 2005 khi còn là một học sinh lớp 5. Đến hiện tại, chị Ha-young đã có hơn 17 năm sinh sống và gắn bó với Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lee Ha-young với vai trò là một bác sĩ thực tập tại khoa nội Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cuộc sống hiện tại của chị tại Việt Nam nhé. Chào mừng chị Ha-young đến với Chuyện từ Seoul và trước hết thì mời chị giới thiệu bản thân đến quý vị thính giả nghe đài ạ. Dạ, xin chào thính giả, tôi tên là Lee Ha-young, hiện tại đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2005, đã được hơn 17 năm nay rồi. Học và tốt nghiệp trường tiểu học Á Châu, trung học cơ sở Lê Quý Đôn, trung học phổ thông Berkeley. Sau tốt nghiệp cấp 3 thì được học khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại là học viên 18 tháng khoa nội tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đã được tháng thứ năm nay rồi. Dạ vâng, thưa chị, vậy thì chị có thể giới thiệu đến quý vị thính giả là tại sao chị lại đến Việt Nam vào cái thời điểm mà chị đang còn rất là nhỏ tuổi như vậy được không ạ? Tại vì do là công việc của bố mẹ mình chuyển sang Việt Nam nên mình phải đi theo bố mẹ. Tại vì mình còn quá nhỏ để quyết định và nhận thức mình đi định cư nước ngoài là như thế nào đó. Nên là với lại mình nghe đi máy bay nên thích lắm. Mình phải rất là ngây thơ nên mình phải đi theo bố mẹ thôi. Dạ vâng, rất là dễ thương đúng không ạ? Vậy thì chị còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi mà chị đến Việt Nam là gì không ạ? Có, như bạn đã biết là thời tiết Hàn Quốc với Việt Nam rất trái ngược với nhau. Mình rất ngạc nhiên, bỡ ngỡ với cái thời tiết Việt Nam. Mình mới bước ra khỏi cái sân bay phải hít cái không khí nóng nực cho từng thái mà còn lại là mùa Giáng sinh nữa. Mà ông già Noel mặc áo len dài. Một quốc gia có thời tiết nóng vậy mà còn có ông già Noel mặc áo len dài trên đường. Đó là cái hình ảnh đầu tiên của mình đó. Là mình khá là sốc khi ông già mặc áo len vào cái thời tiết nóng như vậy. Vậy thì còn ấn tượng về ngày đầu tiên đến lớp thì sao ạ? Có ấn tượng nào mà đến giờ chị vẫn còn nhớ không ạ? Tất nhiên là có. Rất là nhớ, vẫn nhớ. Mặc dù mình đã học xong lớp 5 tại Hàn Quốc nhưng mình không biết tiếng Việt nên là phải học lại lớp 4. Ngồi trong phòng học lớp 4 mà mình mở sách lớp 1 ra tự học. Hay nhờ bạn bè thầy cô tới chỗ mình chỉ từng cái cho mình. Lúc đó mình chỉ biết một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Hàn thôi. Nên mình phải giao tiếp thầy cô với bạn bè bằng ngôn ngữ có thể và mở sách từ điển. Còn đến lúc đó mình, tại vì mình chưa có cái smartphone là mình phải mở cuốn sách từ điển đó. Mình phải học như là một em bé mới bắt đầu học chữ. Mỗi người đều giúp đỡ mình nhiều lắm. Vậy thì chị là người Hàn Quốc sống ở Việt Nam rất là nhiều năm, có nét văn hóa nào của Việt Nam mà chị vẫn chưa thích ứng được không ạ? Mình thấy khá là khó mà nói cụ thể là chưa thích ứng được cái văn hóa, nét văn hóa gì đó. Như bạn đã biết là nhiều cái nó khác nhau. Nhưng mà nhất là cái xe cộ Việt Nam với lại Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc là thì có cái đường dành cho người đi bộ. Còn ở Việt Nam thì không có đường dành cho người đi bộ. Nên là mình phải vừa xe và người đi bộ cùng đi với nhau. Còn băng qua đường cũng vậy. Mình không được trật tự về những cái điểm đó. Nhưng tới bây giờ mình vẫn hơi khó. Dạ vâng ạ. Vậy thì những nét văn hóa Việt Nam nào mà chị thấy thích nhất và thấy phù hợp cho mình nhất là gì ạ? Nhất là cái mình thích nhất là món ăn. Thích nhất là món ăn. Tại vì người Hàn Quốc thì mình chỉ biết được là món phở là nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam không chỉ phở mà là có bún bò, có hủ tiếu. Rồi bún riêu, rồi bún mắm, rồi có nhiều, rất là nhiều loại. Thì mình rất là thích cái những món nước như vậy. Hàng ngày nó có thể mình lựa chọn ra ăn được.
À, dạ vâng, thưa chị, vậy là chị là một sinh viên của ngành y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì em có thể mời chị giới thiệu về ngành y tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến quý thính giả nghe đài được không ạ? Dạ, trường mình được thành lập vào năm 2009 với tên là Khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2022 thì được có tên mới là Trường Đại học Khoa học Sức khỏe của trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đặng Văn Phúc làm trưởng khoa. Hiện tại trường mình đào tạo bậc đại học và sau đại học. Đại học có ba ngành y là khoa học, dược học, răng hàm mặt. Các ngành này được dạy bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt với tiếng Anh, còn được mời các giáo sư nước ngoài về dạy. Còn cái khóa của mình là khóa tốt nghiệp của mình là năm 2015 đến 2021 đó, thì cái khóa của mình thì chỉ được học bằng tiếng tiếng Việt thôi. Nên là mình không được gặp nhau các giáo sư nước ngoài, nhưng mà bây giờ thì đã thay đổi, tức là mình cái trường mình hiện tại đang được thay đổi qua quá trình với lại những cái program là tiên tiến lên cùng với quốc tế. À, dạ vâng, thưa chị, vậy thì việc học y đối với người Việt Nam cũng là việc rất là khó rồi. Vậy đối với người nước ngoài thì lại càng khó hơn. Vậy thì lý do nào mà khiến chị chọn ngành y để học lên đại học ạ? À? Câu chuyện này hơi khá là dài và hơi buồn cười. Vì mình đã tốt nghiệp các trường công của Việt Nam từ trường tiểu học đến trường trung học phổ thông, nên là không nghĩ đến là đi đại học tại Hàn Quốc. Là lúc đầu mình muốn học tâm lý học nên đi tìm hiểu thì không có trường nào có mình có thể vào được. Nhưng tình cờ trong lúc mình đi tìm các trường dạy tâm lý học thì tình mình được giới thiệu một trường khoa y. Sau đó thì mình đến trường và tư vấn hướng dẫn nhập học. Do mình không tìm được cái trường đi học nên là mình nhập học trường y luôn. Cũng thực ra thì mình có từ nhỏ là có một ước mơ làm bác sĩ, nhưng càng lớn thì mình không thấy bản thân mình đã có đủ khả năng để học ngành y. Nhưng mình đã nên là mình đã cái bỏ ước mơ này từ lâu rồi. Nhưng sau khi được tư vấn tại trường thì mình thấy có khả năng vào học và cũng được cung cấp chứng chỉ hành nghề cho cho người nước ngoài, nên là mình quyết định nhập học luôn. À, dạ vâng, vậy là một câu chuyện khá dài đúng không ạ? Nhưng mà vậy thì trong quá trình học tập hơn 6 năm thì điều khó khăn nhất đối với chị là gì ạ? Đó là ngôn ngữ. Mặc dù mình ở Việt Nam khá lâu và biết nhiều về ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng đây là một ngành khá là đặc biệt, nên là có nhu cầu có những kỹ năng cao về giao tiếp nữa. Mình phải biết ngôn ngữ chuyên ngành và phải biết ngôn ngữ của địa phương để có thể giao tiếp với bệnh nhân. Tính đó tạo cái nhu cầu nó hơn 100% về kỹ năng giao tiếp, nên là mình phải gặp nhiều khó khăn trong trong giao tiếp với bệnh nhân và cũng trong chuyên ngành. À, vậy thì trong quá trình học tập hay là trong quá trình giao tiếp với bệnh nhân mà chị gặp khó khăn như vậy thì chị đã khắc phục những khó khăn đó như thế nào ạ? Tại vì mình bệnh nhân cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Mình cũng không hiểu bệnh nhân đang nói cái gì, nên là mình phải hỏi nhiều về bạn bè và thầy cô bệnh nhân đang nói cái gì, và mình những từ mà để phù hợp cho để nói cho bệnh nhân, nên là mình không ngại để hỏi và sửa. Tới bây giờ mình vẫn phải hỏi nhiều và chỉnh sửa cái phát âm, vì nhiều lúc bệnh nhân không hiểu mình đang nói gì. À, dạ vâng, việc hiểu được thưa chị, vậy thì chị có những bí quyết nào trong quá trình học tập để học thật tốt không ạ? Vì mình là người Hàn Quốc nên là mình nghĩ là mình phải học ngôn ngữ của bản thân mình là tiếng Hàn, nên là mình lúc đầu mình khi nhận được bằng cái tài liệu của thầy cô bằng tiếng Việt thì mình dịch lại sang tiếng Anh, sau đó là mình dịch lại sang tiếng Hàn để mình có thể học
Nhưng mà cái thời gian mình dịch lại qua như vậy nó quá mất quá lâu, nên là mình phải tốn thời gian gấp 2-3 lần so với bạn bè. Bản thân mình đã chậm rồi, còn còn mất thời gian như vậy nữa, nên là mình quyết định là mình tập trung vào học một ngôn ngữ là tiếng Việt thôi. Thì mình những cái gì mình không hiểu thì mình tra từ điển tiếng Việt sang tiếng Việt, chứ không còn là dịch sang cái ngôn ngữ nào khác nữa. Mình những cái gì thắc mắc, những cái gì không hiểu thì mình hỏi trực tiếp với thầy cô hoặc là trực tiếp với bạn bè, nó dễ. Nó thì như vậy nó sẽ nhanh hơn, được nhanh hơn và mình dễ hấp thu hơn. À, dạ vâng, thưa chị, vậy thì chị có thể giới thiệu về quá trình để trở thành một bác sĩ y khoa ở Việt Nam không? Và chị đang ở giai đoạn nào trong quá trình đó ạ? Mình cũng như các bạn người Việt khác, mình thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục Việt Nam. Sau đó học 6 năm khoa y và được cấp chứng chỉ bác sĩ tốt nghiệp. Hiện tại trong giai đoạn thực tập tại bệnh viện 18 tháng, là tới tháng năm là mình được là tháng thứ năm rồi đó, để cấp chứng chỉ hành nghề. Thưa chị là người Hàn Quốc đầu tiên tốt nghiệp khoa y tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì đối với cá nhân chị ạ? Tại vì mình là người đầu tiên nên là khá là nặng nề cho bản thân mình về trách nhiệm và mở con đường cho các bạn sau. Với lại mình kiểu như là phải được gương mẫu để sau này các bạn có thể đi học giống như mình và có thể mở cái những ước mơ tương lai tại Việt Nam. À, dạ vâng. Vậy thì thưa chị, em có một thắc mắc là vậy hiện nay thì Việt Nam có cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ là người nước ngoài ở Việt Nam không ạ? Có hiện tại vẫn cấp cho người nước ngoài theo căn cứ điều 19 hoặc là điều 18 ở luật khám chữa bệnh năm 2009 thì được phép cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài. Nhưng mà cái quá trình mà để nhận được chứng chỉ hành nghề thì hơi khác so với người Việt, tại vì mình là người nước ngoài nên là ở cái nơi mà mình nhận chứng chỉ hành nghề nó sẽ khác so với người Việt Nam. À, dạ vâng. Vậy thì như chị giới thiệu trong cái phần đầu á, thì chị có thể kể về một ngày với vai trò là thực tập sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy được không ạ? Lúc đầu là sáng sớm mình vào khoa rồi khám bệnh nhân, mình phụ trách rồi ghi hồ sơ, rồi mình ghi thuốc cho bệnh nhân, rồi sau đó là báo cáo cho bác sĩ chính. Thì mình trong ngành mình gọi nó là đi buồng đó, là mình sẽ đi buồng, đi tức là đi khám cùng với bác sĩ chính rồi đi khám bệnh nhân, xong rồi là bác sĩ kiểm tra lại và những cái gì mình đã ghi trên hồ sơ, rồi mình được làm những hành chính để cho thuốc và cho thực hiện cho y lệnh, cho cái từng ca bệnh, rồi mình báo cáo cho sau khi báo cáo cho bác sĩ và thực hiện xong những cái hành chính thì các bác sĩ chính có thể bàn luận với mình và hướng dẫn về cách điều trị hoặc là giải thích về bệnh. Còn khi nào cần cái thủ thuật gì đó thì hướng dẫn cho thực tập sinh có thể làm. Tại bệnh viện Chợ Rẫy là một bệnh viện rất lớn tại Việt Nam và rất là đông bệnh nhân về và các loại bệnh phức tạp, vì thế nên đội ngũ bác sĩ rất là cứng và giỏi, mình được đi theo với bác những bác sĩ đó để học theo. À, dạ vâng, hiện tại thì chị đang thực tập tại chuyên khoa nội của bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy thì chị có thể cho biết lý do tại vì sao chị lại chọn khoa nội mà không phải là khoa khác được không ạ? Thực sự thì mình thích khoa ngoại hơn là khoa nội. Nhưng vì cái mình không đủ sức để làm việc trong phòng mổ, bác sĩ ngoại phải đứng suốt nguyên đêm để mổ đó.
phải đứng lo và phải yêu cầu những cái kỹ năng khéo tay, nên là mình thấy không đủ khả năng để làm bác sĩ ngoại, nên là mình quyết định học ngành nội. Theo chị, điểm khác biệt giữa quá trình đào tạo bác sĩ ở Việt Nam và ở Hàn Quốc là gì ạ? Điểm khác biệt lớn nhất là con đường sau đại học thì rất nhiều so với Hàn Quốc. Là sau đại học đi thi vào trường y cao học làm bác sĩ nội trú, hoặc là vào bệnh viện lớn làm bác sĩ thực tập 18 tháng, hoặc là làm bác sĩ sơ bộ, hoặc có thể đi làm luôn. Rồi còn còn bạn thì có thể đi cao đại học làm thạc sĩ. Khi quyết định được một con đường, một trong những con đường trên này thì phải quyết định là chuyên mình phải đi sẽ đi cái chuyên khoa nào đó. Sau hoàn thành cái quá trình học tập như vậy thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề tại cơ sở y tế. Cái tổng trung bình cái quá trình này là sẽ được là từ 9 năm tới 11 hoặc là 12 năm tùy vào cái con đường mà mình chọn. Rồi còn ai muốn học thêm thì có thể đi học cao học làm bác sĩ chuyên khoa. Rồi có thể học chuyên khoa. Còn nếu bạn không muốn làm bác sĩ lâm sàng thì vẫn có thể đi làm cái chỗ khác, là có thể xin công việc tại công ty dược hoặc là bảo hiểm gì đó. Còn ở Hàn Quốc thì trước khi tốt nghiệp trường y là thi bằng bác sĩ của quốc gia. Sau đó thì đi thực tập tại bệnh viện là 1 năm. Rồi đi học tiếp làm bác sĩ nội trú, rồi ra được làm bác sĩ chuyên khoa là sẽ được mất là chắc 12 năm là đã được bác sĩ chuyên khoa rồi. Còn ở Việt Nam là trong vòng 9 năm đến 11 năm là đã mới mới được làm sẽ được làm bác sĩ chuyên khoa. Thực ra thì con đường ở Việt Nam á, nó rất là mênh mông mà nó phức tạp, tới bây giờ mình còn bối rối lắm. Các bạn đồng nghiệp cũng phải không không phải con đường của mình thì cũng không không được rõ, tại vì con đường ở Việt Nam là mình mới mới đã tốt nghiệp là phải chọn ra một trong những con đường mênh mông như vậy. À, dạ vâng, thưa chị, thì với tư cách là một người nước ngoài sống nhiều năm tại Việt Nam thì theo chị là hệ thống y tế của Việt Nam thì có bất lợi gì cho người nước ngoài ạ? À? Mình thấy là có 3 điểm bất lợi về là ngôn ngữ, cơ sở vật chất và sự uy tín. Y tế Việt Nam á, thì có nhiều điểm giỏi nhưng không phải trong cùng ngành thì rất khó mà biết là cái những điểm giỏi đó. Còn ý thức thông thường và thực tế y tế Việt Nam còn trong quá trình là còn đang phát triển, là do đó nhiều người nước ngoài là từ từ những quốc gia phát triển thì không ít không tin tưởng đến y tế Việt Nam, và còn gặp khó khăn trong giao tiếp với các nhân viên y tế của tại bệnh viện, nó có sở vật chất thì không được hiện đại, nên là 3 điểm này sai cứ xoay vòng tròn gây bất lợi cho người nước ngoài. Nhưng mà đây em mình thấy là đây cũng là một cái điểm rất là mình thấy rất tiếc cho người nước ngoài đó, tại vì có nhiều đội ngũ bác sĩ rất là giỏi nhưng mà họ không được tin tưởng, nên phải gây bất lợi cho bản thân mình với người nước ngoài. Vậy thì chị có thể chia sẻ với quý vị thính giả về những dự định tương lai của chị không ạ? Trước mắt mình còn là học viên nên cần phải hoàn thành quá trình học tập tại bệnh viện. Sau đó mình muốn được học cao học tại Hàn Quốc hay là tại một quốc gia nào đó. Thực sự ra là cái chứng chỉ hành nghề của được cấp tại Việt Nam thì mình ở Hàn Quốc thì không được chấp nhận. Tới bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. Nhưng mình cố gắng thử. Tại vì mình là vẫn là người Hàn Quốc, mình có thể mình cứ tiếp tục thử, mình có thể học cao học tại Hàn Quốc, và mình nếu mà có tìm cách có thể mình có thể cấp được chứng chỉ hành nghề ở tại Việt Nam hay không, xin lỗi tại Hàn Quốc hay không, và
Tại vì mình cũng muốn mở rộng cái kiến thức của mình nên là mình cố gắng thử tại một quốc gia nào đó. Khi sau khi hoàn thành cái quá trình này thì thật tốt thì để lại kinh nghiệm các bạn sau này. Mình được học qua cái quá trình này là nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và bạn bè nên là mình muốn chia sẻ kỹ năng của mình cho những người xung quanh mình đã có. Mình muốn học cái quá trình quản lý bệnh viện để có thể mở cái bệnh viện đa khoa tại Việt Nam để giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ và không phải bị lạc trên đường để đi tìm bệnh đi tìm kiếm cái bệnh viện, không phải mất mạng vì quá giờ thực hiện sau cấp cứu. Đây là ước mơ cuối cùng của mình.